Lan xin kính chào quý vị khán thính giả của VNTV và thưa quý vị, trong chương trình thông báo sinh hoạt cộng đồng ngày hôm nay, một lần nữa chúng tôi xin mời quý vị gặp gỡ anh Alex Nguyễn. Anh là thành viên của ban tổ chức tại hội chợ Tết Miramisa hàng năm của chúng ta. Trước hết xin chào Alex. Và chào chị Vân Anh và Alex xin kính chào quý vị khán thính giả của đài VNTV. Vâng thưa quý vị, thời gian trôi qua quá nhanh, chúng ta chỉ còn có vài ngày nữa thôi là đến ngày hội chợ Tết của chúng ta năm nay tại Miramisa. Và đặc biệt năm nay đó quý vị, Alex, chúng ta mừng xuân mới mà chúng ta cũng mừng một cái thập kỷ mới nữa là năm 2020, phải không Alex? Đúng rồi, và lại một thêm một kỷ niệm nữa, đây là lần thứ 15, kỳ thứ 15 của hội chợ Tết San Diego do VAIA tổ chức với Hiệp hội Người Việt San Diego. Vâng thưa quý vị, đây là 15 cái Tết mà Liên hội tuổi trẻ đã tổ chức Tết tại San Diego. Mà khi mà nói đến hội chợ Tết thì thưa quý vị, bên anh đã chứng kiến và đã là nhân chứng rồi, là thấy rất là cực khổ các em trong Liên hội tuổi trẻ cũng như là Hiệp hội Người Việt và là ban tổ chức hội chợ Tết Miramisa đã chuẩn bị từ 6 tháng trước rồi, phải không Alex? Chuẩn bị là coi như là mỗi khi mà Tết vừa xong á là chuẩn bị rồi, là nghỉ một tháng xong rồi chuẩn bị coi như tiếp một năm sau, chọn ngày xong rồi phải làm phụ tục giấy tờ để mà cho năm sau. Cho nên là coi như là Tết là nguyên năm. Vâng thưa quý vị, và cho đến ngày hôm nay thì tất cả đã sẵn sàng để hội chợ Tết của chúng ta chào đón tất cả quý vị người Việt Nam của chúng ta tại San Diego cũng như là tất cả những người Mỹ tại địa phương. Mỗi năm hội chợ Tết của chúng ta đón nhận bao nhiêu lượt người đến tham gia vậy Alex? Thì hàng năm tùy theo nhưng mà khoảng chừng 20.000 tới 25.000 người, có một năm có thể lên tới 30.000 người nếu mà trời thời tiết ấm áp. Vâng, và thưa quý vị, hội chợ Tết Miramisa do Liên hội tuổi trẻ tổ chức phối hợp cùng với Hiệp hội Người Việt cũng đã được bình chọn là một cái event đứng thứ mấy của San Diego vậy Alex? Thì 3 năm về trước thì tụi em là đứng thứ 3 của San Diego. Wow. Và năm nay thì Union Tribune nói là một trong những favorite của San Diego, tức là một trong những người, một event mà được người San Diego ưa chuộng nhất. Vâng thưa quý vị, và chương trình hội chợ Tết của chúng ta sẽ bắt đầu vào thứ 6 này, bắt đầu vào ngày 24 Tây, tức là 30 Tết chị. Dạ, tức là bắt đầu ngày 24, 25 và 26, tức là ngày 30 Tết, mùng 1 và mùng 2. Đúng rồi. Và thưa quý vị, năm nay như Alex vừa mới chia sẻ với chúng ta là kỷ niệm 15 năm Liên hội tuổi trẻ góp mặt tại San Diego của chúng ta, cho nên chắc chắn là hội chợ Tết năm nay sẽ có rất là nhiều những cái điều đặc biệt. Và bên cạnh đó, với những chương trình hàng năm, thí dụ như là thi hoa hậu, rồi là thi giọng ca vàng, rồi thi bé ngoan bé đẹp, với lại thứ sáu thì thường là có thi nhảy múa, hip hop dance rất là nhiều. Vâng thưa quý vị, và bên cạnh đó là cũng có những cái chương trình giống như Alex nói là sự trình diễn của các em thiếu nhi của các trung tâm người Việt ở San Diego, cho nên rất là phong phú. Và bên cạnh đó là quý vị đến với hội chợ Tết là quý vị sẽ được thưởng thức những cái món ăn cũng như là những cái gian hàng rất là đặc biệt mà chúng ta không thể tìm ở đâu ngoài cái hội chợ Tết Miramisa của chúng ta, phải không Alex? Đúng vậy, và những gian hàng này thì cũng là người ta hàng năm đều trở lại, và hàng năm nếu mà thiếu sót thì họ nói ủa gian hàng này năm ngoái có đây mà sao năm nay không có. Cho nên họ mong muốn gặp lại những quầy món ăn đặc biệt mà ở tại hội chợ Tết San Diego. Vâng thưa quý vị, và năm nay thì hội chợ Tết tại Miramisa của chúng ta với chủ đề mãi là mùa xuân. Và thưa quý vị, chúng tôi cũng mong rằng những người sponsor, những người đã hỗ trợ cho chương trình hội chợ Tết của chúng ta trong suốt nhiều năm vừa qua sẽ tiếp tục ủng hộ cho Liên hội tuổi trẻ, ban tổ chức, Hiệp hội Người Việt để chúng ta mãi mãi có những cái Tết và mãi là mùa xuân của chúng ta tại San Diego, phải không Alex? Đúng rồi. Và nhất là nhờ những nhà bảo trợ thì chúng ta một cái hội chợ Tết miễn phí, hoàn toàn miễn phí, là coi như vô cửa, không trả tiền một đồng nào. Wow, đó là cái đặc biệt của hội chợ Tết Miramisa. Đúng rồi. Phải không Alex? Có những nơi nào khác ngoài San Diego chúng ta mà có hội chợ miễn phí như vậy không Alex? Thì em chỉ biết là ở California là chỉ có nơi đây là chỉ có, wow, một mình hội chợ Tết San Diego là miễn phí. Bởi vậy tụi em rất là vất vả, là coi như mỗi năm đều lại phải nói chuyện với sponsor để mà đủ chi phí để mà làm hội chợ Tết. Mà vì vậy nhiều người mà gian hàng họ nói ủa tại sao lại không miễn phí cho người này người nọ mà lại cứ tăng giá thêm, thì tại vì tăng giá gian hàng tại vì là những cái chi phí mỗi năm càng tăng. Và những thì quý vị biết là văn nghệ của Liên hội tuổi trẻ hàng năm với hội chợ Tết San Diego thì lúc nào cũng mời những ca sĩ thượng hạng xuống. Đúng rồi. Cho nên
cũng cố gắng để mà mời những ca sĩ thượng hạng, tại vì ít khi nào mà quý vị được gặp những ca sĩ thượng hạng của trung tâm Asia hay trung tâm Thúy Nga xuống mà hát free, hoàn toàn miễn phí, không cần trả một đồng nào để mà xem ca sĩ hát hay. Và thưa quý vị, Alex nói rất là đúng, chương trình hội chợ Tết của chúng ta, Vân Anh đang có cái poster rất là đẹp ở trên tay. Thì trong chương trình phần văn nghệ ngày hôm nay, chúng ta có những khuôn mặt của những người nhạc trẻ, phải không Alex? Đúng rồi, thì năm nay sao mà Alex và các bạn của Liên hội Tuổi Trẻ lại chọn những người ca sĩ này? Tại vì năm nay là chủ đề là mãi là mùa xuân, thì coi như là chúng ta vẫn nghĩ mình trẻ mãi không già. Thì quý vị biết là từ thập niên 80, dòng nhạc New Wave, giới trẻ của thời thập niên 80 rất là ưa chuộng. Bởi vậy cho nên năm nay thì tụi em lại mời những ca sĩ của thời đó trở lại với sân khấu San Diego, với sân khấu của hội chợ Tết, mà đem lại những cái dòng nhạc của thời vàng son và những cái thời mà mình lúc vẫn còn mùa xuân, để cho coi như là phục xuân cho những người mà sống trong thời thập niên 80. Đúng rồi. Vâng, thưa quý vị, Vân Anh thấy là có ca sĩ Tommy Ngô. Tommy Ngô, Tracy Phương Trinh, Thái Tài, Linda Trang Bài và ca sĩ Lillian. Wow. Hứa hẹn là chương trình văn nghệ của chúng ta sẽ rất là nóng bỏng, sẽ rất là sôi nổi, phải không Alex? Đúng rồi. Vâng, thưa quý vị, một cái chương trình công phu như thế này mà hoàn toàn miễn phí cho tất cả chúng ta đến tham dự, thì điều đó thôi cũng nói lên là sự nỗ lực của đặc biệt là các của ban tổ chức cũng như là các em trong Liên hội Tuổi Trẻ. Cho nên chúng tôi mong là quý vị tiếp tục ủng hộ, nhất là các vị chủ nhân của các cơ sở thương mại, cũng như là những người sponsor đã hỗ trợ cho chương trình cho các em. Và đặc biệt là quý vị, là chúng ta mỗi người chúng ta cũng có thể giúp một bàn tay bằng cách là volunteer. Chúng ta rất là cần nhiều volunteer giúp đỡ, phải không Alex? Thì lúc năm nào thì tại vì quý vị biết là ban tổ chức là thiện nguyện viên, không ai được trả một đồng nào trên, mà lại tốn cả nguyên một 6-7 tháng để mà đúng rồi chuẩn bị hội chợ Tết, xong rồi lại 3 ngày Tết thì không ăn Tết ở với gia đình. Đúng mà rồi. Lại đó ra ngoài chợ. Đó là sự hy sinh rất là nhiều hả Alex? Yeah. Ok, bây giờ hỏi Alex rồi nha. Alex đã gắn bó với Liên hội Tuổi Trẻ cũng như là cái Tết của chúng ta tại San Diego trong rất là nhiều năm vừa qua. Và cho đến ngày hôm nay Alex vẫn vẫn dấn thân để cho chúng ta có được một cái Tết miễn phí ở San Diego. Có khi nào Alex cảm thấy là quá mệt mỏi, muốn dừng chân, và cái điều gì đã làm cho Alex chẳng những là tiếp tục làm việc mà làm việc một cách rất là hăng say? Thì hàng năm thì quý vị cũng biết là những người sinh viên họ coi như trưởng thành lên ở tại San Diego, thì hàng năm họ volunteer, xong rồi năm tới họ nói ồ em muốn làm thêm cái này, tại thấy cái này và coi như là cống hiến cho cộng đồng và cũng rất là coi như vui để mà làm. Thì vì vậy cái mấy em đó thì lại cảm thấy cho Alex phải vẫn tiếp tục để mà một cái hội chợ Tết cho mấy em vẫn hàng năm trở lại và vẫn làm cho hội chợ Tết mỗi ngày mỗi phong phú hơn. Vâng, thưa quý vị, và chúng ta hỗ trợ tinh thần cho anh Alex cũng như là các thành viên trong Liên hội Tuổi Trẻ và ban tổ chức của hội chợ Tết Miramisa của chúng ta. Cho nên chúng ta đến tham dự thật là đông, nhờ quý vị phổ biến cho khắp nơi, bạn bè của chúng ta, người Mỹ, những người bạn làm việc ở trong chỗ làm cũng mời đến để tham dự, phải không Alex? Đúng rồi, và nói về những cái như là second generation, tức là thế hệ thứ hai, thứ ba của San Diego, thì Alex thì mỗi năm trong cái chương trình của hội chợ Tết thì lúc nào cũng muốn mời những ca sĩ mà trưởng thành lên tại San Diego, ở tại Mỹ và làm cho dòng nhạc của người Mỹ, chứ không phải là tham gia về sân khấu âm nhạc Việt Nam. Thì trong đó thì năm nay thì mời được Lily B, xong rồi Bảo, rồi có một ban nhạc của San Diego mà lần đầu tiên hát cho cộng đồng Việt Nam cũng trên sân khấu hội chợ Tết. Nhưng mà kỳ này thì lại 3 năm sau rồi, là 3 năm rồi thì mấy người họ đã được coi như là được ai nhiều nơi biết, cho nên đã đi tour, nhưng mà vẫn trở lại với San Diego, vẫn trở lại với hội chợ đó Tết. Là ban nhạc Black Leather Couch. Wow, thưa quý vị thấy là các ban tổ chức của hội chợ Tết Miramisa, và đặc biệt là các em trong Liên hội Tuổi Trẻ có rất là nhiều sự ủng hộ của mọi nơi, không phải là người Việt của chúng ta mà trong dòng chính của Hoa Kỳ luôn. Vâng, thưa quý vị, và một lần nữa Vân Anh xin mời quý vị, Vân Anh và Alex xin mời quý vị đến tham dự một lần nữa hội chợ Tết của chúng ta sẽ vào ngày thứ 6, thứ 7, chủ nhật 30, mùng 1 và mùng 2 Tết, nhằm ngày 24, 25 và 26 tháng 1 năm 2020. Thứ 6 thì chúng ta bắt đầu lúc mấy giờ Alex? Thứ 6 thì bắt đầu lúc 5 giờ chiều cho đến 10 giờ tối. Rồi thứ 7 thì bắt đầu 11 giờ
cho đến 10 giờ đêm, và chủ nhật thì từ 10 giờ từ 11 giờ sáng cho đến 6 giờ đêm. Và nếu quý vị nào mà vẫn muốn chơi nữa thì vẫn có thể qua bên phòng Carnival mà chơi cho đến 9 giờ tối. Vâng, thưa quý vị, đặc biệt là ngày chủ nhật ngày hôm nay đó quý vị phải đi cho thật là đông, vì trong hội chợ Tết của chúng ta sẽ có một cuộc thi Golden Voice rất là sôi nổi. Vân Anh bật mí cho quý vị biết là những thí sinh sẽ là một cái sự thách thức cho ban giám khảo rất là nhiều, và ngày, năm nay sẽ hứa hẹn những cái điều thật là thú vị, cho nên quý vị nhớ ở đến giờ chót nha quý vị. Đúng rồi, và ngoài ra giọng ca vàng thì đêm đó có anh Gia Huy xuống hát nữa, cho nên quý vị coi như là vừa được ca sĩ hát hay và vừa được ca sĩ coi như là cây nhà lá vườn. Và cũng em thì chưa nghe, mà em nghe nói chị Vân Anh coi như lúc mà audition đó thì chị nói chị không biết chấm ai nữa, ai nấy cũng hát hay hết. Quá hay luôn rồi, quý vị ơi. Vân Anh ngồi nghe trong tham dự trong cái buổi audition của các em thí sinh mà tham dự cái chương trình Golden Voice ngày nay thì nó quá tuyệt vời. Cho nên một lần nữa xin mời tất cả thân nhân của các thí sinh tham dự cũng như là bạn bè, và đặc biệt là tất cả chúng ta tại San Diego nghe buổi nói chuyện ngày hôm nay của Alex. Xin mời quý vị đến để chúng ta cùng hỗ trợ tinh thần cho ban tổ chức ngày hôm nay, đặc biệt là chủ nhật chương trình rất là đặc biệt. Đúng rồi. Và thứ bảy cũng rất đặc biệt, là tại vì đột phá với Mùa Lân thứ bảy là chúng rất ta là có chương trình thi hoa hậu. Thi hoa hậu nữa, vâng. Thưa quý vị, năm nay đó, chương trình thi hoa hậu của chúng ta thường thường quý vị thấy là chương trình thi hoa hậu á, cái người dẫn dắt chương trình rất là quan trọng. Ngày hôm nay quý vị nhớ đến vì chúng tôi sẽ đem đến quý vị những cái điều bất ngờ. Đúng chúng rồi. Chúng ta sẽ có người MC lần đầu tiên trên sân khấu của cuộc thi hoa hậu do Liên hội Tuổi Trẻ tổ chức, phải không Alex? Đúng rồi, thì quý vị hàng năm thì thấy giờ MC của hoa hậu thì dường như là Nolan với lại Mimi thường hay làm, nhưng mà năm nay lại là hai người mới. Nhưng mà rất là bất ngờ thưa quý vị. Điều đó nói lên rằng cộng đồng San Diego của chúng ta càng ngày càng phát triển, và ai ai cũng cùng chung một bàn tay với ban tổ chức của hội Tết Mira Mesa. Và đến đây một lần nữa Vân Anh và Alex xin kính mời quý vị chúng ta thứ sáu đến với thật đông, thứ bảy chủ nhật ngày nào cũng thật là đông hết, phải không Alex? Đúng rồi. Và thì quý vị cứ nhớ là bên phần làng văn hóa cũng có một vài món mới, cho nên quý vị phải đến xem mấy món đó là món gì. Ồ, Vân Anh thưa thêm là năm nay đó Alex, chúng ta có một cái gian hàng mới cũng đầu tiên tham dự trong hội chợ Tết của chúng ta, đó là trường thẩm mỹ Jasmine Beauty School. Và thầy hiệu trưởng của trường Jasmine Beauty School cho biết là có rất là nhiều những chương trình đặc biệt ngay tại gian hàng của Jasmine, gồm có lì xì, quà thưởng và rất là nhiều những cái bất ngờ dành cho quý vị ghé thăm gian hàng của Jasmine. Đúng rồi. Yeah. Và những nhà bảo trợ thì lúc nào cũng có gian hàng riêng của họ và có nhiều món quà cho quý vị, cho nên quý vị đến xem họ đem những gì tới. Vâng thưa quý vị, cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và các bạn, và Vân Anh và Alex xin hẹn gặp lại quý vị trong hội chợ Tết vào tuần này, bắt đầu từ thứ sáu, thứ bảy và chủ nhật 24, 25 và 26 tháng 1 năm 2020 tại công viên Mira Mesa. Một lần nữa cảm ơn và xin thân ái chào tạm biệt. Xin chào quý vị.